Thì không? Gì mà không có nói gì với chị vậy em đâu? Có đi không? Vợ em đâu? Trời ơi! À, em có mình em thôi hả? Em bao nhiêu đây mình em hả? Nhưng mà mình em là người Đà Nẵng hả? Hay là người Nam? Đà Nẵng luôn. Rồi, thế em bỏ vợ ở nhà thì em đi vợ em. Nhưng làm sao theo chị là mình nên hai vợ chồng đi luôn. Không, làm vậy cho nó có tình cảm mà chị cũng đỡ áy náy em. Rất là nhiều hoa, rất là đẹp. Cảm ơn tất cả các bạn trong FC đã lúc nào cũng quan tâm. Lâu quá, hình như lần đầu tiên em có đi xa tới đây, cái sân khấu quý vậy nó rộng quá mà. Mình đi cũng xa được tới đây. Lần đầu tiên em đến gần nhất luôn á. Hà cô Hà. Chú cô thấy rõ còn không? Đứng như nó hơi xa xí gì. Mà cứ nghiêng 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 vậy hoài. Mình lâu lâu mình liếc qua đây, mình liếc lại qua đây cho người ta buồn. Liếc qua đây nhiều quá. Ủa sao chỗ này nó dơ vậy trời? Quý ơi, mấy em qua đây dọn cái chỗ này nè. Để ở đây sao được? Hả không? Im, im sợ. Rồi bây giờ quý vị bên đây muốn nghe bài gì nè? Thấy là phải đi qua rồi. Là hôm ấy Oh my god. Oh, thank you very much. So sweet. Oh. Giỡn hoài. Thank you your dòng bài. Dạ vậy được rồi, khoảng cách vậy được rồi. Thank you for your flower and your wife. Thank you very much. Vậy bây giờ mình hát bài gì nữa ta? Quý vị thích nghe bài gì vui vui không? Tụ đàn. Trời ơi. Lố dễ sợ em. Không mấy mình hát bài gì khác đi. Yesterday. Không mấy promo gì á hả? Bài tiếng Anh đó hả em? Ủa tiếng Việt là bài gì? Bài ngày hôm qua hôm nay gì hả? À. Ờ đi, được rồi. Rồi, thấy không? Để nó đỡ. À, cho nó sạch. Chưa nãy giờ con thấy cô chú ngồi đây mà cái này ở đây nó khó chịu quá đi. Rồi, để đó con, yên tâm đi. Ba thành nhỏ. Có cái gì đâu. Thấy không? Cảm ơn em, cẩn thận. Trời, biết Lâm Tầm Hoa nói sao không? Cái này của một chị dễ thương xinh đẹp. Cảm ơn chị dễ thương xinh đẹp, hay là em nói giùm em thích chị đâu gì là em chị không biết vậy. Cảm ơn chị dễ thương xinh đẹp, cảm ơn hoa của anh chị nha. Rồi bây giờ sẽ là một ca khúc không phải là Yesterday, ý ý ý